Chị với 4 cây sầu riêng mới bước vào thời kỳ kinh doanh. Nhưng vụ vừa rồi, chị Điểu Thị Trang ở xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã có thu nhập hơn 20 triệu đồng, tương đương với nguồn thu một năm của gần 2 hectare điều. Đây là điều mà chị Trang không hề dám nghĩ đến khi mới bắt đầu thực hiện chuyển đổi vườn điều già cỗi kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái có giá trị cao theo hướng dẫn và hỗ trợ của chính quyền địa phương. Trước đây tôi chỉ trông chờ mấy cây điều một năm thì cũng hơn héc thì cũng thu được chục triệu, hơn chục triệu. Nên là tôi nhìn thấy không ăn thua, tôi thấy sầu riêng thấy nó cũng hiệu quả, cái khả năng của nó cũng hơn điều nên tôi muốn phát triển hơn cây sầu riêng hơn. Nắm rõ tâm lý của đồng bào dân tộc thiểu số, vốn quen với canh tác truyền thống, ngại đổi thay và sợ phải đầu tư quá nhiều. Nên bên cạnh hỗ trợ cây con giống mới để sản xuất, các tỉnh Tây Nguyên còn đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với từng hộ dân, qua đó giúp nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm. Nên hiện nay, hầu hết các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đều đã thoát nghèo bền vững. Do là tiếp cận được với nền nông nghiệp hiện đại như hiện nay, thì một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã giàu lên, và đa số thì đồng bào dân tộc ở các địa phương trên địa bàn tỉnh thì cũng đã có cuộc sống là no đủ. Những năm qua, Tây Nguyên còn đón nhận một lượng lớn đồng bào các dân tộc di cư đến sinh sống, lao động, sản xuất. Vì vậy, để đảm bảo an sinh xã hội, tạo sinh kế cho đồng bào di cư tự do, các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp giúp bà con từng bước ổn định đời sống. Dân di cư từ phía Bắc vào thì có những cái khu vực dân sống đến 15, gần 20 năm. Thì chính vì vậy, đối với những cái khu vực đó thì chính phủ, rồi đảng nhà nước cũng có cái cơ chế để cho các địa phương có những cái chuyển đổi để mà quy hoạch thành những cái khu cụm dân cư để giúp cho dân cư ổn định đời sống. Nhờ coi trọng xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc, nên đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn tại Tây Nguyên đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Công tác xóa đói giảm nghèo cũng đạt kết quả rất ấn tượng. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 2 đến 3%.